Pháp đã chi hơn 18 triệu đô la Mỹ để mua gần 18.000 tấn gạo trong tháng 1, gấp 164 lần về lượng và gấp 184 lần về trị giá so với tháng trước đó. Đáng nói là cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam không ghi nhận xuất khẩu gạo sang thị trường này. Đặc biệt, giá xuất khẩu gạo bình quân sang thị trường Pháp lên đến 1.040 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất trong số các thị trường mua gạo của Việt Nam, trong đó gạo thơm là chủng loại được Pháp nhập khẩu nhiều nhất.